Chú em ơi, ai kêu cửa nhà mình kìa? Ủa, chú tìm ai vậy? Tôi đói bụng quá. Chú em có thể cho tôi xin ít tiền tôi mua cơm tôi ăn được không? Mở cửa ra đi con. Dạ. Em chào chị. Dạ, em ở dưới quê lên đây để tìm việc làm. Mà đi lên đây bị người ta lấy hết đồ đạc rồi. Mà bây giờ em đi đói quá, nên em xin chút ít tiền để em mua cơm em ăn. À, ở đây. Dạ. Con đi vô trong đi. Dạ. Cậu theo tôi. Giờ cậu giúp tôi chuyển cái đống gạch vụn này ra phía sau nhà, rồi tôi trả công cho cậu. Chị làm khó em quá vậy chị. Em tật nguyền, em có một tay một rồi sao em làm công việc này được. Đâu phải có hai tay thì mới làm được. Cậu thử đi.